Chương trình Sóng Tin Mừng, trang Tin Mừng cho người nghèo xin gửi đến quý khán thính giả lời chào thân ái trong Chúa Giêsu Kitô. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 1 2019, chương trình Sóng Tin Mừng gồm có Làm việc chán hay vui, Con người rất đáng quý, Tấm gương sự thật. Mở đầu chương trình, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Làm việc chán hay vui. Ta thường nghe một số người than rằng việc làm hàng ngày quá nhàm chán và chỉ lúc nghỉ mới thấy thoải mái mà thôi. Những người hay than như vậy thì sống cuộc đời chán nản, không có hứng thú gì cả. Vì tìm được niềm vui khi thi hành bổn phận là một yếu tố cần thiết cho một đời sống tốt lành. Một phụ nữ tìm được việc giữ thang máy cho một trường đại học toàn là nam sinh viên. Bà ấy biết công việc giữ thang máy sẽ rất là nhàm chán, nhưng bà ấy quyết tâm biến công việc này thành ra thích thú. Vì vậy, mỗi khi một nam sinh viên bước vào thang máy, bà lên tiếng chào hỏi rất vồn vã. Nếu thấy áo quần cậu nào nhầu nhèo, bà ấy vuốt cho thẳng ra. Một thời gian sau, cả trường đều mến bà và coi bà như mẹ. Còn bà thì lúc nào cũng tỏ ra niềm nở và yêu thích công việc. Khi bà ấy chết, ngôi nhà thờ trở thành quá nhỏ đối với đám đông thương mến đến từ biệt bà. Thái độ của bà ấy đã khuyến khích nhiều người và nụ cười tươi thắm trên môi bà đã an ủi nhiều tâm hồn trẻ xa nhà nội trú trong trường. Đó cũng là thái độ làm cho bà yêu thích một công việc nhàm chán và lương rất thấp. Niềm vui sống không lệ thuộc vào công việc ta làm hay đồng tiền ta kiếm được. Niềm vui ấy chỉ đến từ thái độ cởi mở của tâm hồn, từ cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Đối với người Kitô hữu, cuộc sống là một hồng ân to lớn. Công việc chính đáng nào, dù thấp hèn, nặng nhọc, cũng vẫn do sự an bài xếp đặt của Thiên Chúa tình thương. Vì thế, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy luôn vui trong Chúa, và trong mọi hoàn cảnh hãy dâng lời cảm tạ. Sau đây, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Con người rất đáng quý. Từ lúc nguyên thủy, Thượng Đế đã tạo nên con người theo ảnh tượng của Ngài và ban cho quyền quản trị mặt đất và mọi sinh vật. Con người cũng được Thượng Đế ban cho một tâm linh vĩnh hằng và khả năng lý luận. Điều này làm cho con người khác hẳn bất cứ sinh vật nào. Con người không những tự biết mình, nhưng còn cảm biết có một đấng tối cao đã sáng tạo ra mình. Thân xác con người là một tác phẩm diệu kỳ. Thân xác được kết cấu thật là đẹp, được kiểm soát chế ngự bằng mấy trăm hệ thống kiểm soát. Mỗi hệ thống đều có quan hệ đến các hệ thống khác, để thân xác ta lúc nào cũng được quân bình. Khối óc của con người có 10 tỷ tế bào óc để ghi lại những gì đã thấy, đã nghe. Da người có hơn 2 triệu những tuyến mồ hôi li ti, khoảng 3.000 trong một phân vuông. Một chiếc máy bơm ngay ở ngực làm cho máu chuyển đi khoảng 168 dặm một ngày, nghĩa là dài khoảng 6.720 lần vòng quanh trái đất. Phần lót bên trong dạ dày người có 35 triệu tuyến tiết ra chất lỏng để giúp cho quá trình hóa chất được điều hòa và duy trì sự sống. Những kỳ diệu về cấu trúc thân xác con người hoàn toàn vượt tầm hiểu biết của chúng ta. Một sinh viên đứng ngắm sơ đồ về cấu trúc thân thể con người với tất cả các hệ thống thần kinh mạch máu và các tuyến. Trước đó, anh ta thường suy nghĩ về các sản phẩm mới được chế tạo, thường không hoạt động hữu hiệu, cho đến khi loại ra được các vật cản. Bỗng nhiên anh ta kêu lên, thử tưởng tượng lúc đầu Thượng Đế tạo ra các hệ thống này và tất cả đều hoạt động chính xác ngay từ lúc đầu. Chỉ riêng một điều đó cũng đã bắt chúng ta phải kinh ngạc về sự khôn ngoan của Chúa. Sau cùng, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Tấm gương sự thật. Theo câu chuyện cổ tích của người Tây Phương về cô Bạch Tuyết và bảy chú lùn, thì sự thật chiếu sáng và nói qua một tấm gương. Khi hoàng hậu, người kế mẫu của Bạch Tuyết, nhìn vào tấm gương sự thật ấy để hỏi về mình, bà được trả lời như sau: Thưa hoàng hậu là người đẹp nhất hiện nay,
mà quả thật, so sánh với những người đàn bà đương thời, bà ta là người đẹp nhất. Nhưng công chúa Bạch Tuyết mỗi ngày một lớn và trở nên xinh đẹp, trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như mung. Ba màu sắc ấy kết hợp một cách hài hòa để mỗi ngày một gia tăng vẻ đẹp cho cô bé. Dù chỉ mới lên 7, ai cũng nhận thấy rằng cô đã vượt xa người kế mẫu về sắc đẹp. Một hôm, hoàng hậu kế mẫu hỏi ý kiến của chiếc gương sự thật một lần nữa. Lần này tấm gương đã trả lời: "Thưa hoàng hậu, quả thực hoàng hậu là người xinh đẹp, ít ai sánh bằng. Nhưng hiện nay công chúa Bạch Tuyết đã đẹp hơn hoàng hậu bội phần." Đây là điều mà không ai chối cãi được. 7 chú lùn đã xác định điều đó. Người kế mẫu không muốn chấp nhận sự thật ấy. Bà không thể nào chấp nhận một đứa con riêng của chồng được quyền đẹp hơn bà. Sự ganh ghét đã bắt đầu gặm nhấm tâm hồn bà, để rồi bà chỉ còn có mỗi một ý nghĩ trong đầu, đó là loại bỏ người đối thủ tí hon của bà. Bà sai người cho thuốc độc vào một trái táo rồi mang đến cho Bạch Tuyết. Cô bé bị ngộ độc và đã đi vào cõi chết, nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp trên gương mặt. Một hoàng tử đã say mê nhìn khuôn mặt bất động ấy. Chàng đã đặt trên môi Bạch Tuyết một chiếc hôn. Trái táo độc rớt khỏi môi và Bạch Tuyết đã được hồi sinh. Hoàng hậu kế mẫu nghe điều đó, sự oán hận và ganh tức đã dồn lên, khiến cho người đàn bà chết tốt. Thưa quý vị, tấm gương sự thật của chúng ta chính là Đức Kitô. Phi-la-tô đã có lần hỏi Chúa Giê-xu rằng sự thật là gì. Chúa Giê-xu đã không trả lời cho câu hỏi ấy. Nhưng hẳn những người môn đệ đã có lần nghe Chúa Giê-xu tuyên bố: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống", đều có thể trả lời cho câu hỏi ấy. Chúa Giê-xu không chỉ là sự thật một cách trừu tượng, một cách trống rỗng, mà là sự thật của con người, đối với con người. Cũng chính Phi-la-tô, sau khi đã ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-xu, đã đưa người ra trước dân chúng và tuyên bố: "Này là người, này là người, này là con người", hay đúng hơn là sự thật về con người. Chúa Giê-xu đã để lộ tất cả con người của Ngài qua những vết thương trên người. Phải chăng con người chỉ để lộ nhân tính và tất cả những nét cao quý nhất của mình qua những làn roi, qua những vết thương đau vì yêu thương, vì phục vụ? Chúa Giê-xu là tấm gương sự thật của con người. Chỉ qua Đức Kitô, chúng ta mới có thể nhận diện được con người đích thực của chúng ta. Nhìn vào Đức Kitô, tội lỗi và những bất toàn của chúng ta sẽ hiện ra. Nhưng hình ảnh cao quý được Thiên Chúa in trên mỗi người chúng ta cũng tỏ lộ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị. Chương trình Sống Tin Mừng sẽ được phát trên trang Tin Mừng cho Người Nghèo các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu vào lúc 20 giờ. Kính chúc quý vị cùng gia đình cuối tuần tràn ngập niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Mai Thiên thân ái tạm biệt.